chương 1441, Lão Tổ Tông, 7. Máu tê đầy đất, cổ họng tức mặc quy đau rát. Cuối cùng không thể phát ra chút thanh âm nào nữa. Hắn muốn ngất mấy lần nhưng lần nào cũng bị nam nhân tra tấn tỉnh, bởi vậy. Hiện tại đầu óc hắn rất thanh tỉnh, ngay cả cảm giác đau đớn cũng rất rõ ràng, cho đến khi hai. Cái đùi hắn bị nam nhân chém đứt, đau đớn kịch liệt ập tới. Tức mặc quy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một hơi, như vậy hẳn là đủ rồi đi. Bây giờ hắn có thể cho mình chết thống khoái, vô vong đại nhân, y tư liếc nhìn Tức Mặc Quy. Nhàn nhạt nói, đối với cường giả chân chính, phế bỏ tay chân cũng có thể xem như giết người vô hình, nếu. Lời này là nhân loại nói, mọi người sẽ không chấn động, nhưng lời này lại do y tư nói ra, hắn làm. Như vậy, rõ ràng là khiến Tức Mặc Quy sống không bằng chết từ khi nào thiếu chủ thiện lương của bọn họ trở nên tàn nhẫn như thế, nhìn ánh mắt không thể tin của Tức Mặc Quy Y Tư cười lạnh. Tức Mặc Quy ta trở nên như bây giờ đều do ngươi bước. Ta Vĩnh Viễn sẽ không quên những người vì bảo hộ ta mà chết thảm dưới tay thuộc hạ của ngươi. Đặc biệt là bọn chúng cũng không một đau lấy mạng những người đó, mà là từng đau từng đau làm bọn họ chảy máu đến chết muốn bức ta xuất hiện. Lúc ấy ta nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần muốn xông ra nhưng cuối cùng ta lựa chọn ẩn nấp, bởi vì nếu ta xuất hiện cũng chỉ nhiều thêm một oan hồn mà thôi. Chỉ khi ta sống sót mới có thể báo thù cho bọn họ. Cuối cùng chỉ còn sót lại bọn lăng thúc, người cũng muốn xử quyết bọn họ. Già trẻ đều không buông tha, bây giờ lại muốn giết chủ nhân của ta, y... Tư hơi ngẩng đầu, đôi mắt lam tràn đầy hàn khí, ta nói rồi, nếu ngươi dám tổn thương nàng, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết tức mặc quy khẽ nhắm mắt lại đây là báo ứng của hắn sao không nếu y tư chết mọi chuyện đều sẽ không xảy ra hiển nhiên cho tới lúc này tức mặc quy vẫn không hề suy xét hành vi của mình chỉ đổ tất cả sai lầm lên đầu người khác vô vong từ trên cao nhìn xuống nam nhân trước mặt chậm rãi giơ tay lên một cỗ lực lượng mãnh liệt đánh vào người tức mặc quy hắn bay thẳng ra ngoài phịch một tiếng ngã xuống giữa đám người nhưng đây chưa phải là kết thúc mọi người vốn dĩ cho rằng vô vong sẽ phế đi đan điền của hắn, nhưng vô vong lại không làm. Như vậy, lưỡi kiếm xẹt qua thân thể tức mặc quy. Hung hăng chặt đứt kinh mạch hắn, lăng lão vội vàng kéo cháu gái vào ngực bịt kín mắt nàng. Không để nàng nhìn một màn tàn nhẫn này. Nhưng hai mắt hắn lại nhìn chằm chằm động tác của vô vong. Khuôn mặt già nua lộ vẻ kích động, hắn rốt cuộc nhìn thấy tên xúc sinh tức mặc quy này bị dài. Quyết! có thể báo thù rửa hận cho những người y gia đã chết, không có gì làm hắn thống khoái hơn. Là chứng kiến cảnh tượng này, phụt tức mặc quy rốt cuộc không chịu nổi tra tấn. Phun một ngụm máu tươi, sau đó chết ngất đi, xong xuôi, vô vong cũng không thèm liếc nhìn hắn. Chậm rãi đi đến trước mặt mộ như Nguyệt, hai mắt sáng ngời tiều. Nguyệt ta sẽ không để bất kỳ ai tổn thương ngươi, nhìn. Ánh mắt quan tâm của nam nhân, trong lòng mộ như Nguyệt ấm áp, phụ thân hiện tại cũng là lúc khôi phục ký ức cho ngươi nàng chờ ngày này đã rất lâu rồi chủ nhân y tư lẳng lặng nhìn mộ như nguyệt ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đưa cho ngươi thứ ngươi muốn nếu vô vong đại nhân có thể khôi phục ký ức thực lực của hắn cũng sẽ hoàn toàn hồi phục đến lúc đó bọn họ không cần lo lắng chuyện đan ra nữa mộ như nguyệt vừa định nói chuyện thì đúng lúc này một thanh âm kinh hỉ từ phía sau đột nhiên truyền đến nguyệt nhi vô vong Cuối cùng ta cũng tìm được các ngươi. Chương 1442, kết cục của trúc ngư nhi 1. Mộ Như Nguyệt chậm rãi quay đầu, vừa thấy người đến là Lâm Nhược Ngữ, nàng khẽ nhíu mày. Trên mặt lại không có bất kỳ biểu hiện gì, Ngữ Di, sao ngươi lại tới đây? Hơn nữa, làm sao nàng tiến vào giao nhân tộc được, Nguyệt Nhi, vô vong. Thần môn đã xảy ra chuyện, Mộ Như Nguyệt nao nao, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, phụ thân chờ chúng ta lấy được thánh quả sẽ lập tức rời khỏi nơi này, vậy. Thì tốt quá, chúng ta đi thôi, lâm nhược ngữ vui vẻ, vội vàng muốn bắt lấy tay mộ như nguyệt. Nhưng vô vong lại kéo mộ như nguyệt vào ngực. Tránh né động tác của nàng, nhìn thấy động tác của vô vong, lâm nhược ngữ có chút xấu hổ. Ngượng ngùng cúi đầu cười gượng, vô vong, người mất đi ký ức, đối với ta cũng xa lạ, vô. Vong không nói gì, chỉ cảnh giác nhìn lâm nhược ngữ không cho phép nàng tới gần mộ như nguyệt nửa bước chủ. Nhân, y tư tiến lên hai bước, vừa định nói gì đó thì bị mộ như nguyệt ngắt lời, y tư, đưa thánh quả cho ta là đủ rồi, người y ra còn sống. Người thật vất vả mới có thể đoàn tụ với người nhà, cứ ở lại giao nhân tộc một thời gian đi. Chờ xử lý xong mọi chuyện rồi tới tìm ta, phụ thân, chúng ta đi thôi, được, vô. Vòng nghiêm túc gật gật đầu, chăm chú nhìn mộ như nguyệt tiểu. Nguyệt ta không thích nữ nhân kia, người đừng quá thân cận với nàng, tim. Mộ như Nguyệt run lên, quay đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ của nam nhân, phụ thân. Người đã quên sao, nàng là lâm nhược ngữ, bằng hữu nhiều năm của ngươi vô. Vòng lắc lắc đầu, ta không biết, tóm lại chính là ta không thích nàng. Cũng không thích nàng tới gần ngươi, nghe. Vậy, trong lòng mộ như Nguyệt trầm xuống, tầm mắt quét về phía nữ tử đi phía trước. Đáy mắt chợt lóe tia sáng khác thường, đi thôi. Nàng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, "Tại." Một sơn cốc cách thần môn không xa, một nữ tử mặc bố y vội vã chạy về phía trước. Đầu tóc bù xù che đi gương mặt đeo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, nữ tử bất cần vấp phải cục đá. Ngã mạnh xuống đất, nàng vội vàng quay đầu lại, lúc này, những người phía sau đã đuổi đến rất gần, "Lần này xem ngươi còn chạy đi đâu, Thanh." Y nam tử cầm trường kiếm cười lạnh nhìn nữ tử té ngã dưới đất, chào phúng nói, hiện giờ ngươi chỉ là một phế vật mà thôi, để ta xem ngươi còn trốn đi đâu, rất lời. Trường kiếm chém xuống, kèm theo một đạo hàn quang, nữ tử khẽ nhắm mắt lại. Khóe môi nở nụ cười tự diễu, nàng trốn lâu như vậy. Cuối cùng vẫn phải chết trong tay những người này sao, nhưng nàng không cam lòng. Không cam lòng chết đi như vậy, thậm chí còn không thể nhìn hắn một lần cuối cùng, phụ thân. Có phải vận khí chúng ta rất tốt không? trên đường trở về thần môn còn có thể gặp được người đan ra, đột. Nhiên, thanh âm nữ tử như tiếng trời truyền vào tai, toàn thân nàng cứng đờ. Không dám tin quay đầu lại, một khuôn mặt tuyệt sắc xuất hiện trước mắt nàng, nước mắt như chân. Châu không ngừng rơi xuống, thấm ướt mặt đất, nàng vội vàng bụng chặt miệng. Si ngốc nhìn hai người đang đi đến, tựa hồ không thể tin. Vào thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh nàng còn có thể lần nữa nhìn thấy hai cha con bọn họ. Chương 1443 Kết cục của trúc ngư nhi 2. Có điều, khi nhìn thấy nữ tử đi bên cạnh hai người bọn họ, trong mắt nàng bắt đầu dâng lên hận ý mãnh liệt, hận ý tận xương giống như vạn tiễn xuyên tâm. Hung hăng bắn về phía Lâm Nhược Ngữ, oanh trên người mộ như nguyệt bốc lên ngọn lửa mãnh liệt. Phòng về phía Thanh Y nam nhân, toàn thân hắn bị ngọn lửa bao trùm, la hét tê tâm liệt phế nhưng chỉ chốc lát sau liền tan thành mây khói, mộ như nguyệt thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía nữ tử giống khất cái trên mặt đất, không biết vì sao. Nàng cảm thấy ánh mắt nữ tử này rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó, là nàng, nàng. Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc trên đường đi giao nhân tộc. Nàng và một nữ khất cái đụng vào nhau, lúc ấy nữ khất cái kia quay đầu lại nhìn nàng một cái, nàng cũng nhớ rõ ánh mắt đó, chỉ nhớ mộ như nguyệt vốn không phải rất tốt. Bình thường những chuyện dâu ria đó nàng đều không để trong lòng, nhưng không biết vì sao lại. Nhớ kỹ nữ tử này, ngươi không sao chứ. Mộ như nguyệt chậm rãi đi đến trước mặt nữ tử, vươn tay về phía nàng, nhàn nhạt hỏi. Có thể tự đứng lên không, nữ tử nhìn bàn tay trước mặt, nước mắt làm hai mắt nàng nhòe đi cầm lấy tay đối phương, mượn lực đứng lên, lúc này vô vong nhíu chặt mày nhìn nữ tử trước mặt mộ. Như Nguyệt, không biết suy nghĩ cái gì, cổ họng ngươi bị tổn thương không thể phát ra thanh âm. Gần mạch cũng đứt đoạn, nhưng thật ra ta có thể cứu ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý đi cùng ta không, mộ. Như Nguyệt cười khẽ, đáy mắt ẩn chứa tia sáng khác thường, nữ tử hơi sửng sốt. Tựa hồ không ngờ mộ như Nguyệt sẽ nói như vậy, nàng do dự nửa ngày nhẹ gật đầu chỉ cần có thể đi theo bên cạnh bọn họ như vậy cũng đủ rồi không được ta không đồng ý đúng lúc này một thanh âm từ phía sau truyền đến lâm nhược ngữ kích động nói nguyệt nhi ngươi nên suy xét cho phụ thân ngươi một chút tình thế của thần môn hiện tại rất nguy hiểm rất nhiều người nhìn chằm chằm thần môn chúng ta như hổ rình mồi nữ nhân này lai lịch không rõ sao ngươi có thể mang nàng về thần môn ai có thể cam đoan nàng có làm ra chuyện gì nguy hại cho thần môn hay không tầm mắt mộ như nguyệt quét về phía lâm nhược ngữ chỉ là một cái liếc mắt lại làm tim lâm nhược ngữ bỗng run lên giống như tất cả mọi chuyện đều bị nhìn thấu nguyệt nhi ta cũng chỉ vì suy xét cho các ngươi thôi dù sao các ngươi là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta ta không muốn các ngươi bị tổn thương khóe môi mộ như nguyệt khẽ cong lên ngữ di ta muốn nhắc nhở ngươi một điều thần môn là do phụ thân ta sáng lập nên hiện giờ là do ta trưởng quản quyết định của ta không cho phép người khác cãi lại lâm nhược ngữ nhẹ nhấp môi không nói thêm gì nữa nhưng đáy mắt lại hiện lên tia ngoan độc ngươi có tên không mộ như nguyệt quay đầu nhìn nữ tử nhàn nhạt nói nữ tử gật đầu sau lại lắc lắc đầu ánh mắt có chút phức tạp vậy về sau gọi ngươi là vân nhi đi nữ tử cũng không phản kháng khẽ gật đầu Miệng hơi hé mở nhưng không thể phát ra chút thanh âm nào, Lâm Nhược Ngữ siết chặt nắm đấm. Nuốt hết mấy lời muốn nói vào bụng, ánh mắt sắc bén tàn nhẫn nhìn về phía Vân Nhi. Chương 1444, kết cục của Trúc Ngư Nhi 3. Hiển nhiên, nàng cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy Vân Nhi, không, thậm chí có loại xúc động. Muốn hủy hoại nàng ta, chủ nhân. Người không phải người thích xen vào việc người khác, tại sao lại cứu nàng? còn muốn giúp nàng trị thương trong linh hồn truyền đến thanh âm nghi hoặc của hỏa phượng mộ như nguyệt cười nói ta cũng không biết vì sao có lẽ vì có duyên đi ta cho rằng chúng ta hẳn là quen biết nhau nhưng nàng luôn đeo mặt nạ làm ta không biết nàng là ai đúng rồi hỏa phượng người có thể cảm nhận được hơi thở trên người nàng không hỏa phượng trầm mặc nửa ngày lắc đầu nói trên người nàng dường như có gì đó gây trở ngại làm ta không cách nào cảm nhận được nàng là ai, trở ngại, ánh mắt mộ như nguyệt hơi trầm. Xuống, xem ra, nữ nhân này cũng không đơn giản, chỉ có mang nàng theo bên cạnh mới có thể biết. Nàng rốt cuộc là ai, quan trọng hơn là. Nàng không thể quên ánh mắt nữ tử kia khi nhìn thấy phụ thân, kinh hỉ kích động. Còn có trần chờ và bi thống, nếu nàng chỉ đối với phụ thân như thế. Có lẽ là người trước đây phụ thân quen nhưng ánh mắt nàng nhìn mình cũng mang theo tình cảm phức tạp, cho nên Mộ Như Nguyệt nhận định. Nữ nhân này nhất định quen biết hai cha con nàng, thần môn xảy ra chuyện. Gì, vừa về đến thần môn, Mộ Như Nguyệt liền nhìn thấy đại môn đổ nát dưới đất. Khẽ nhíu mày hỏi, mọi người thấy nàng trở về, lập tức ào ào chạy ra, môn chủ. Người rốt cuộc đã trở lại. Thông Huyền bước nhanh ra, vui vẻ đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt sau khi ngươi rời đi không lâu người đan gia liền tới đây gây sự may mà có trận pháp của ngươi bảo hộ thần môn nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng mộ như nguyệt đảo mắt nhìn đám đệ tử thần môn hỏi có người thương vong không ngoại trừ hai thủ vệ đại môn trong thần môn không có ai phải bỏ mạng ân mộ như nguyệt khẽ gật đầu hậu táng hai người kia rồi cho người nhà bọn họ một khoản tiền an ủi, còn nữa, đây là Vân Nhi cô nương, ngươi giúp ta an bài một chút. Để nàng ở gian phòng cách vách phòng ta là được thông. Huyền hơi sửng sốt, ngẩng đầu liếc mắt nữ tử đeo mặt nạ, trong tình huống này mà nguyệt nha đầu. Còn mang người ngoài vào thần môn, chẳng qua, hắn tin tưởng. Bất luận nàng làm gì đều có lý do của mình. Bọn họ chỉ cần tín nhiệm nàng là được, người yên tâm, ta sẽ an bài thật tốt tốt. Mộ như Nguyệt Dường như nhớ ra điều gì, nói ta đã lấy được thánh quả. Nhưng muốn nó hoàn toàn dung nhập vào cơ thể còn cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này đừng để bất kỳ kẻ nào quấy dày phụ thân ta. Mặt khác ta cũng cần bế quan, chỉ cần vị cường già tôn thượng của đan gia không xuất hiện thì Không ai có thể phá vỡ trận pháp ta thiết lập, nghe vậy, thông huyền kinh hỉ ngẩng đầu lên. Thanh âm run rẩy ngươi, ngươi nói ngươi đã lấy được thánh quả, đúng vậy không lâu nữa, hắn có thể khôi phục ký ức nhất. Thời, toàn bộ thần môn đều sôi trào, vô vong đại nhân mất tích lâu như vậy. Khó khăn lắm mới thức tỉnh thì lại mất ký ức, bây giờ rốt cuộc có thể khôi phục rồi. Mọi người sao có thể không kích động chứ, môn. Chủ, người yên tâm, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào quấy dày các ngươi mộ. Như Nguyệt không nói thêm gì nữa. Phân phó xong liền đi vào hậu viện, không bao lâu nữa huyết nhi sẽ ra đời cho nên trong khoảng thời gian này nàng không thể tiếp tục chiến đấu, vô vòng bắt đầu chữa trị. Di chứng của ma giới chi hoa cũng không thể ra mặt chiến đấu. Hy vọng khoảng thời gian này đừng phát sinh chuyện gì mới tốt. Chương 1445, kết cục của Trúc Ngư Nhi 4. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, bất chi bất giác. Mộ Như Nguyệt và Vô Vòng đã bế quan nửa năm, trong nửa năm này, mỗi ngày ngoài tiếng trẻ con khóc vang vọng cả bầu trời đêm thì thời gian còn lại đều rất yên tĩnh yên tĩnh đến mức làm mọi người kinh hồn táng đảm hơn nữa người đan ra thế nhưng không tới gây phiền toái cho bọn họ nữa lúc này trong một mật thất tại thần môn hắc y nhân nhìn lâm nhược ngữ đứng trước mặt mặt không biểu tình nói nửa năm trong nửa năm này người chẳng những không giết được nữ nhân kia mà còn không hề tiếp cận vô vong ta cần ngươi rốt cuộc có tác dụng gì lâm nhược ngữ mím môi biện giải ngươi không phải không biết bên cạnh mộ như nguyệt có quá nhiều người tài nữ nhân kia luôn ở bên cạnh nàng căn bản không có cơ hội ra tay còn vô vong từ sau khi trở về liền bắt đầu bế quan ta căn bản không có cách nào tiếp cận cho nên đừng nói lý do với ta sắc mặt hắc y nhân trầm xuống lúc trước ta cứu ngươi thì ngươi nhất định phải trả một cái giá tương ứng chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại ngươi là lâm nhược ngữ liền quên mất thân phận? Trước kia, bây giờ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Mấy tháng trước mộ như Nguyệt sinh hạ một nữ nhi, nữ hài tử kia có địa vị rất lớn. Tư tế đan gia đã tính ra mệnh cách của nàng, ngươi lập tức trộm nàng đưa cho ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí, rớt. Lời, hắc y nhân liếc khuôn mặt tái nhợt của lâm nhược ngữ một cái. Xoay người rời khỏi mật thất, nhìn thân ảnh vừa biến mất sắc mặt lâm nhược ngữ vặn vẹo, nếu không phải tại bọn họ thì nàng cũng sẽ không bị đan ra uy. Hiếp cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người đó, trong phòng, mộ như nguyệt nhẹ nhàng vỗ về hai tử nằm trong tả lót. Tươi cười nhu hòa, khiếu nguyệt nhìn đứa bé trong ngực mộ như nguyệt. Đáy mắt hiện lên tia kinh diễm, chủ nhân, tiểu bảo bảo thật đáng yêu, phấn điêu ngọc trác Không hổ là hài tử của chủ nhân và vô trần đại nhân nhưng tại sao lúc sinh nàng lại không giống lúc sinh hoàng nhi dạ tư hoàng vừa sinh ra đã không phải là một hài tử bình thường huyết nhi cũng không đơn giản nếu không trong lúc mang thai nàng chủ nhân đã không năm lần bảy lượt nhìn thấy nàng nhưng hiện tại lại hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường căn bản không nhìn ra có chỗ nào khác biệt với những đứa trẻ khác huyết nhi mở đôi mắt tròn to bàn tay nhỏ mập mạp muốn sờ mặt mộ như nguyệt cười khanh khách như tiểu hài tử bình thường, khiếu nguyệt. Huyết Nhi và Hoàng Nhi vốn khác nhau, thời điểm ta mang thai Hoàng Nhi, hắn có ký ức. Cũng có ý thức của mình, tuy không thể biểu đạt với ta nhưng ta biết hắn không phải một đứa trẻ. Bình thường, nhưng Huyết Nhi thì khác, sau khi sinh ra, nàng không có bất kỳ ký ức gì. Nhưng ta vẫn luôn biết nàng không phải người bình thường, mộ như Nguyệt nở nụ cười tuyệt mỹ động lòng người, nhưng mặc kệ nàng có lai lịch gì, nàng vẫn là nữ nhi của ta và vô trần. Là nữ nhi ta bất chấp tất cả để bảo hộ, phanh, đột nhiên, cửa phòng bị mở ra. Lâm Nhược Ngữ thở hồn hển chạy vào, nôn nóng nói, Nguyệt Nhi, việc lớn không tốt. Chương 1446, kết cục của Trúc Ngư Nhi năm. Cái gì? Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, quét mắt nhìn Lâm Nhược Ngữ, hỏi, xảy ra chuyện gì là? đan gia đan gia đánh tới cửa đan gia trong lòng mộ như nguyệt chấn động Đáy mắt hiện lên tia sáng khác thường tầm mắt bất giác đảo qua lâm nhược ngữ lại không nói thêm gì khiếu nguyệt ngươi ở đây chiếu cố huyết nhi ta đi một lát rồi trở lại nguyệt nhi ánh mắt lâm nhược ngữ lóe lóe nói thực lực của khiếu nguyệt không đủ cường đại nếu như có người đan gia muốn bắt huyết nhi để uy hiếp ngươi vậy chẳng phải là không thể ngăn được sao cho nên ngươi có thể giao huyết nhi cho ta chiếu cố ta sẽ không để bất kỳ ai động vào nàng mộ như nguyệt nâng mắt lẳng lặng nhìn lâm nhược ngữ lâm nhược ngữ bị nàng nhìn trong lòng có chút hoảng loạn chẳng lẽ nàng hoài nghi mình rồi không tuyệt đối không có khả năng nàng không có chỗ nào sơ hở cho nên mộ như nguyệt căn bản không thể hoài nghi nàng mộ như nguyệt trầm mặc nửa ngày gật gật đầu nói cũng được ngữ di ngươi đi báo cho thông huyền nói hắn phái người bảo hộ Vân Nhi cô nương. Còn ta sẽ phái khiếu Nguyệt đưa Huyết Nhi đến phòng ngươi. Nếu ở lại phòng ta khẳng định sẽ có nguy hiểm, chuyện kế tiếp làm phiền ngươi, trong. Lòng lâm nhược ngữ vui vẻ, đắc ý cong khóe môi, xem ra mộ như Nguyệt quả thật chưa từng nghi ngờ. Mình, như vậy mình có thể dễ dàng trộm được huyết nhi, được ta đi một lát sẽ trở lại, rớt. Lời, lâm nhược ngữ xoay người ra khỏi phòng, mộ như Nguyệt nhìn thân ảnh nàng rời đi đáy mắt hiện lên tia suy nghĩ sâu xa, nhàn nhạt nói, khiếu nguyệt. Người đưa huyết nhi qua đó rồi trở lại đây, nhưng mà, chủ nhân, đây là mệnh lệnh, khiếu. Nguyệt nhấp nhấp môi, đáp tuân lệnh, chủ nhân, trên không trung. Vô số cường giả lẳng lặng đứng vây quanh thần môn, mộ như Nguyệt vừa liếc mắt liền nhìn thấy lão. Giả dẫn đầu, trong lòng lập tức dâng lên hận ý mãnh liệt, khoách tán khắp không trung, môn. Chủ, người thần môn thấy mộ như Nguyệt đi đến, trong lòng vui vẻ vội vàng hô mộ như nguyệt không nhìn bọn họ tầm mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm lão giả trên không trung đan phi không sai lão giả này chính là đan phi cũng là đầu sỏ hại vô trần phải vào địa ngục nghĩ đến đây lửa giận trong lòng nàng bùng lên tựa hồ có thể thiêu đốt tất cả ha ha đan phi cười to lạnh giọng nói mộ như nguyệt không ngờ đến giờ mà ngươi vẫn còn sống thế nào ta nghe nói vô vong thức tỉnh chẳng lẽ hắn muốn làm rùa đen rụt đầu trốn tránh không ra mộ như nguyệt cười lạnh rùa đen rụt đầu ngươi đang nói chính mình sao lúc trước ngươi đánh không lại vô trần chỉ có thể kẹp đuôi chạy trốn bây giờ còn dám tiếp tục xuất hiện ha ha đan phi cười châm chọc một tiểu nha đầu mà thôi ta cũng lười nói nhiều tốn nước bọt kêu vô vong lăn ra đây cho ta ân oán nhiều năm qua, hôm nay liền giải quyết rứt điểm đi, xin. Lỗi, đối phó ngươi, không cần lão cha ra mặt. Mộ như nguyệt khẽ nâng cầm, thanh âm lãnh trầm, đúng là quá cuồng vọng, trên. Người đan phi tản ra lực lượng cường đại, khoách tán khắp không trung Áp mọi người không thở nổi. mươi 1447, kết cục của Trúc Ngư Nhi, 6. Sắc mặt mộ như nguyệt bỗng trầm xuống, vẫn lẳng lặng đứng giữa cuồng phong không hề dao động đáy mắt đan phi hiện lên tia kinh ngạc hắn nhớ cách đây không lâu khí thế nữ nhân này còn chưa so được với mình không ngờ chưa tới một năm đã trưởng thành đến mức này thần tôn cao cấp đan phi cười nói ánh mắt tán thưởng ngươi còn nhỏ tuổi mà đã có thực lực như vậy thật sự khiến ta bội phục nhưng thiên tài chẳng qua cũng chỉ là thiên tài còn cách cường giả rất xa hiện tại ta đã đột phá tôn thượng trung cấp ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta sao mộ như nguyệt tiến lên phía trước vài bước không hề sợ hãi nhìn đan phi ta sẽ không để ngươi bước vào thần môn một bước oanh trên người nữ tử bắt đầu khởi động khí thế cường đại thông huyền kinh ngạc nhìn mộ như nguyệt cười khổ một tiếng có lẽ trong số nhiều người ở đây cũng chỉ có hắn mới biết rõ những năm gần đây nàng đã tiến bộ đến mức nào còn nhớ lúc trước nàng mới đột phá thần giai mà thôi, nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Nàng đã trưởng thành đến trình độ mà hắn cũng phải ngước nhìn, chỉ sợ ngay cả vô vong đại nhân. Lúc trước cũng không có thiên phú như thế, ha ha ha, đan. Phi cười phá lên, tiếng cười cực kỳ cuồng vọng. Quanh quẩn trong không trung thật lâu không tiêu tan, nha. Đầu, ngươi đúng là muốn chết, một khi đã như vậy, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi, cuồng. Phong mãnh liệt xẹt qua không trung nhằm về phía mộ như nguyệt mộ như nguyệt vội vàng nâng cửu thiên long viêm kiếm lên ngăn cản nhưng thời điểm cuồng phong chạm vào kiếm thân thể nàng nhịn không được lui ra sau vài bước phun một ngụm máu tươi nhiễm đỏ mặt đất môn chủ mọi người biến sắc vội vàng hô ta không sao mộ như nguyệt lau chùi vết máu ở khóe miệng ngẩng đầu nhìn lão giả trên không trung ánh mắt kiên quyết ta nói rồi tuyệt đối không cho hắn tiến vào nơi này dù phải trả giá bằng sinh mệnh, bất. Lận thế nào nàng cũng phải kiên trì đến lúc vô vong xuất quan, chỉ khi hắn khôi phục ký ức. Bọn họ mới có phần thắng, tiểu nha đầu, người đang kéo dài thời gian chờ vô vong xuất hiện. Đan Phi cười lạnh, đáng tiếc, vô vong đại khái sẽ không xuất quan nhanh như vậy, cho nên. Chờ đến khi hắn xuất hiện chỉ có thể nhặt xác cho các ngươi, mộ. Như Nguyệt không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn Đan Phi ánh mắt trào phúng làm lửa giận trong lòng đan phi bốc lên vung kiếm lần nữa nhằm về phía mộ như nguyệt đúng lúc này một bàn tay từ bên cạnh vươn ra kéo nàng vào ngực bạch y nhẹ phất tóc bạc bay múa nam nhân ôn nhu nhìn nữ tử trong ngực bạch trạch mộ như nguyệt sửng sốt sắc mặt hơi tái nhợt sao ngươi lại ra đây nàng rõ ràng đã nhốt bọn họ trong đan thư nhưng bạch trạch làm thế nào rời khỏi đan thư bạch trạch cười cười không nói gì hắn nâng tay đánh ra một đạo cuồng phong ngăn chặn công kích phía trước nguyệt nhi ngươi phải nhớ ngươi không chỉ có một mình chúng ta đều là lực lượng của ngươi bất luận xảy ra chuyện gì đều sẽ đứng bên cạnh ngươi cùng tiến cùng lui ngươi có biết bộ dáng ngươi gắng sức chống đỡ làm chúng ta đau lòng hay không hắn hiện tại không ở bên cạnh ngươi ta càng muốn thay hắn bảo hộ ngươi an toàn đây là tâm nguyện cả đời ta cũng là việc duy nhất mà đời này ta muốn làm Chương 1448: Kết cục của trúc ngư nhi 7. Tim mộ Như Nguyệt khẽ run lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nỉ non. Bạch Trạch bạch trạch nói không sai, bất luận xảy ra chuyện gì, nàng đều sẽ đưa bọn họ vào đan thư, không để bọn họ đối mặt với nguy hiểm, mặc dù nàng cũng vì nghĩ cho bọn họ, nhưng lại quên mất. Bắt đầu từ khi khế ước, ma thú bọn họ đã trở thành lực lượng của nàng, ma thú thần tôn Đan Phi hừ lạnh, khinh thường nói, chỉ dựa vào một ma thú như ngươi mà đòi đối phó lão phu. Huống chi đan gia còn có nhiều cường giả như vậy. Người tới, lên cho ta, toàn bộ thần môn, một người cũng không buông tha, oanh, đám. Người đồng loạt bộc lộ khí thế cường đại, ảo ạt công kích về phía thần môn, ha. Ha ha, các người đều chết đi cho ta. Từ nay về sau đại lục này không còn cái gọi là thần môn nữa. Chờ ta đoạt lại đan thư trong tay ngươi. Khi đó cả đại lục này sẽ trở thành vật trong tay ta, đan. Phi cười điên cuồng, hai mắt đỏ bừng quát lớn, hắn đợi ngàn năm, đợi đan thư kia đã ngàn năm, thật. Vất vả mới tìm được tung tích đan thư. Bất luận thế nào hắn cũng sẽ không từ bỏ, tất cả mọi người chú ý. Thông Huyền biến sắc, vội vàng nói, đừng buông tha người đan ra, làm đan ra biết. Thần môn chúng ta không phải ai cũng có thể chọc, vâng, trưởng lão, chiến. Chanh, một khắc này chính thức bùng nổ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Máu tươi tràn ngập trên mặt đất như hoa hồng nở rộ. Phá lệ tươi đẹp, mọi người chém giết đỏ cả mắt, bất chấp tất cả nhào về phía kẻ địch. Hận không thể bầm thay vạn đoạn đối phương, đan phi lạnh lùng nhìn trận chiến phía dưới. Sau đó rời mắt nhìn nam nhân tóc bạc, ngữ khí nhạo báng, người quyết định thế nào? Chiến đấu với ta hay là chạy trốn? Ha ha ha! có điều, nể tình ngươi là ma thú ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi giải trừ khế ước với nàng. Nói không chừng ta còn có thể cho ngươi một con đường sống, bạch. Trạch tựa như không nghe thấy lời hắn nói, cúi đầu nói với nữ tử bên cạnh, Nguyệt Nhi. Giao cho ta, ngươi tránh ra, không được. Mộ như Nguyệt vội vàng bắt lấy tay bạch trạch, nói. Ma thú các ngươi quả thật là lực lượng của ta nhưng lại không phải là công cụ thay ta ngăn chặn nguy hiểm, đối với ta mà nói, các ngươi là chiến hữu kề vai chiến đấu. Cho nên, nếu ngươi thật sự muốn chiến đấu, vậy ta nguyện ý sóng vai ngươi cùng chiến, bạch. Trạch nở nụ cười ôn nhu như gió xuân xẹt qua trái tim mộ như nguyệt, rất khó tưởng tượng. Nam nhân tuấn Mỹ như thần tiên này cũng có thể tươi cười ấm áp đến thế, nhưng sự ôn nhu và quan. Tâm bảo hộ của hắn chỉ dành cho một nữ tử, dù nữ tử này trước giờ chưa từng lựa chọn hắn, Vậy hắn cũng không oán không hối, tốt. Ánh mắt Bạch Trạch càng thêm nhu hòa, nụ cười dịu dàng ấm áp, Nguyệt Nhi. Chúng ta cùng nhau chiến đấu, Mộ Như Nguyệt gật đầu, chậm rãi nâng tay lên. Cửu Thiên Long Viêm kiếm bỗng xuất hiện trong tay nàng, sau đó, nàng lấy ra một lọ đan dược. Ngửa đầu ăn vào, chỉ trong nháy mắt, lực lượng trong cơ thể nàng bành trướng không ngừng. Trực tiếp đột phá đỉnh thần tôn, đột phá Đan Phi hơi sừng sốt, lắc lắc đầu nói, "Không, đây không phải đột phá. Chỉ là nhất thời tăng thực lực mà thôi. Chẳng qua, dù thực lực tăng lên thì cũng chỉ là hai đỉnh thần tôn. Vẫn không phải là đối thủ của ta." Chương 1449, kết cục của trúc ngư nhi 8. Khoảng cách giữa Tôn thượng sơ cấp và thần tôn còn xa hơn nhiều so với khoảng cách giữa thần. Tôn sơ cấp và thần tôn cao cấp dù sao khoảng cách giữa hai bên không phải là cấp bậc mà là cảnh giới huống chi thực lực đan phi là tôn thượng trung cấp một trăm đỉnh thần tôn cũng không phải là đối thủ của hắn nhất kiếm phá thiên oanh trên người mộ như nguyệt chợt bắn ra vô số ngọn lửa ngưng tụ lại trên thân cửu thiên long viêm kiếm sau đó phóng về phía đan phi đan phi cười lạnh vẻ mặt khinh thường nhẹ nhàng giơ tay lên chém ra một đạo cuồng phong lực lượng hai bên va chạm nổ vang trên không trung, ngay sau đó, ngọn lửa liền biến mất không còn bóng dáng nhất. Kiếm phá thiên, đây là chiêu thức của vô vong lúc trước. Không ngờ ngươi chỉ có thể phát huy được chút thực lực ấy, ha ha. So với phụ thân ngươi vẫn kém quá xa. Đương nhiên, chỉ cần cho ngươi cơ hội. Muốn vượt qua phụ thân ngươi cũng không phải việc gì khó, đáng tiếc. Ngươi tuyệt đối không có cơ hội này, đan phi cười lạnh, thân thể chợt lóe xuất hiện trước mặt mộ như nguyệt, hắn nâng tay đánh một trưởng vào ngực mộ như nguyệt. Nàng phun một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, rơi vào một vòng tay ấm áp, nguyệt nhi. Người không sao chứ, ánh mắt bạch trạch lo lắng, khẩn trương hỏi, mộ như nguyệt lắc đầu. Cười nhạt, một chút công kích mà thôi, ta còn chịu được, rớt. Lời, nàng đứng thẳng người, lần nữa đánh về phía đan phi, đan phi tránh qua một bên. Cười lạnh nói, mộ như nguyệt, chính ngươi muốn chết cũng đừng trách ta không khách khí oanh lòng bàn tay hắn ngưng tụ một đạo lực lượng xanh biếc bắn về phía mộ như nguyệt với tốc độ xét đánh mộ như nguyệt không kịp né tránh gắng gượng thừa nhận một chiêu này thân thể bay ra xa trên môi ẩn chứa nụ cười nhạt không dễ phát hiện đan phi hơi sửng sốt còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì thì đúng lúc này hắn cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ từ phía sau truyền đến vội vàng nghiêng người tránh né nhưng dù vậy, trường kiếm vẫn đâm trúng sườn eo hắn, ngươi, Đan Phi trợn trừng mắt nam nhân này. Rất chiêu vô thanh vô tức, căn bản không biết hắn đến gần mình lúc nào. Mà nếu không phải mình bị Mộ Như Nguyệt thu hút sự chú ý thì có lẽ đã phát hiện ra hắn, Nguyệt. Nhi, thân thể bạch trạch chợt lóe tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, đỡ lấy nàng, đau lòng nói. Kỳ thật nên để ta hấp dẫn sự chú ý của hắn, Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu cười nói mục tiêu của hắn là ta người đi lên cũng vô dụng huống chi vừa rồi ta thu hồi chiêu thức liền triển khai phòng bị cho nên cũng không bị thương nặng gì dù vậy chịu một kích của tôn thượng trung cấp vẫn làm lục phủ ngũ tạng nàng đau đớn chỉ vì không muốn bạch trạch lo lắng nàng mới nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế nhưng mộ như nguyệt lại quên nàng và bạch trạch có quan hệ khế ước tình huống thân thể nàng thế nào Bạch Trạch đều có thể cảm nhận rõ ràng, tiểu tử thúi, ngươi dám đánh lén ta, đan. Phi giận tím mặt, phẫn nộ nói, ta sống đến tuổi này còn chưa ai có thể đánh lén ta, tốt. Rất tốt, các ngươi đã dám làm như vậy, ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn oanh, ầm Ẩm ầm bầu trời mây đen xám xịt, sấm sét ầm ầm cả không trung đều trở nên u ám. Trường 1450, kết cục của Trúc Ngư Nhi, 9. Khí thế cường đại ngưng tụ trên đỉnh đầu đan phi cùng với thanh âm kiêu ngạo khiến mọi người sợ hãi, bạch trạch ôm chặt mộ như nguyệt. Ánh mắt âm trầm nhìn không chung, khẽ nhíu mày, ha ha ha. Đàn phi cười điên cuồng, công kích vừa rồi ta còn chưa dùng tới phân nửa lực lượng. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi nếm thử một kích toàn lực của ta, oanh, ầm 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 trong cuồng phong. Mãnh liệt tiếng cười cuồng vọng quanh quẩn bên tai bọn họ thật lâu không tiêu tan, thông huyền. Biến sắc, lớn tiếng nói, mọi người cẩn thận, nhưng hiện tại nói lời này cũng không có tác dụng gì mọi người đều kinh ngạc mà tuyệt vọng nhìn một màn trước mắt đi chết đi tất cả đều chết đi cho ta đan phi điên cuồng gầm lên hắn không thể chịu đựng được việc bị người khác đánh lén sau lưng bất luận thế nào những người này đều phải chết bỗng nhiên cách đó không xa xuất hiện một đạo bạch quang bắn thẳng lên trời xuyên qua mây đen chiếu sáng khắp không trung tĩnh trời đất vạn vật chợt trở nên yên tĩnh nụ cười của đan phi cương cứng trên mặt, hai mắt bỗng trợn to. Toàn thân khẽ run rẩy, mọi người cũng quay đầu nhìn theo tầm mắt hắn. Một thân ảnh cao lớn như thần tiên lập tức lọt vào mắt bọn họ, bạch y nhẹ phất tóc đen bay múa. Ánh mắt nam nhân cao ngạo không ai bì nổi, cường, thực lực nam nhân này rất cường đại, thậm chí đã. Cường đại đến trình độ không phải người như bọn hắn có thể cảm nhận được, vô vong, hắn, hắn khôi phục ký ức hơn nữa thực lực dường như còn cường đại hơn xưa không có khả năng hắn ngủ say ngàn năm làm sao có thể đột phá chứ mà mình nỗ lực cả ngàn năm vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn sao nghĩ đến đây toàn thân đan phi chấn động sắc mặt tái nhợt vô vong đảo mắt qua đám người cuối cùng dừng lại trên người mộ như nguyệt đột nhiên ánh mắt hắn trở nên nhu hòa tràn ngập ôn nhu chúng ta rốt cuộc có thể gặp nhau đúng vậy bọn họ rốt cuộc có thể gặp lại nhau trên cõi đời này nàng là người thân duy nhất của hắn cũng là vướng bận duy nhất thân thể nam nhân chợt lóe hóa thành một đạo bạch quanh hạ xuống mặt đất kéo mộ như nguyệt vào ngực ôm thật chặt tựa hồ sợ cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo giác tiểu nguyệt ta đã trở về mộ như nguyệt ngẩng đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ của nam nhân vùi đầu vào ngực hắn giọng nghẹn ngào phụ thân hoan nghênh trở về hắn rốt cuộc đã khôi phục ký ức như vậy vô vong ngẩng đầu ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua đám người nhìn thẳng về phía đan phi người muốn tổn thương nữ nhi ta đan phi chấn động muốn mở miệng nói gì đó lại không cách nào phát ra thanh âm hắn cho rằng dù vô vong khôi phục ký ức đi nữa mình nỗ lực cả ngàn năm qua cũng có thể mạnh hơn hắn nhưng hôm nay xem ra mình thật sự quá ngu xuẩn ngàn năm qua dù chìm vào trạng thái ngủ say Nam nhân cường đại này vẫn tiến bộ không ngừng, ngươi nhất định phải trả giá đắt vì những việc. Đã làm, vô vòng nâng tay, ngưng tụ một đạo bạch quanh, bắn thẳng vào ngực đan phi, lúc này. Mọi người đều có thể nhìn thấy ngực đan phi bị thủng một lỗ, bất giác dùng mình. Trường 1451, kết cục của Trúc Ngư Nhi, 10. Khụ khụ, đan phi phun hai ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt. Hắn nhanh chóng lui về phía sau khuôn mặt già nua tái nhợt sợ hãi, nhìn nam nhân từng bước từng bước đến gần mình. Tim đan phi run rẩy, tựa như thấy tử thần đang đến lấy mạng mình, vô vong, vì sao? Vì sao ngươi ngủ say ngàn năm mà còn có thể tiến bộ lớn như vậy, vô? Vong nở nụ cười cao ngạo, ngàn năm qua ta cũng không có tiến bộ gì. Là nhờ nữ nhi cho ta dùng thánh quả, giúp ta từ tôn thượng trung cấp đột phá lên tôn thượng cao cấp ngươi cho rằng hiện tại mình có thể đối địch với ta sao ngươi nhầm rồi cho dù ngươi đã đột phá tôn thượng trung cấp thì vẫn không phải là đối thủ của ta ha 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 bỗng nhiên đan phi cười phá lên vẻ mặt vặn vẹo vô vong rồi sẽ có một ngày ra vượt qua ngươi sau đó hung hăng đem ngươi giẫm nát dưới chân phanh vừa Rất lời thân thể đan phi hóa thành một làn khói màu đỏ biến mất trước mắt vô vong chạy trốn vô vong khẽ cau mày lạnh lùng nói không ngờ hắn lại dùng phương pháp này để trốn thoát một khi dùng phương pháp này thực lực sẽ bị giảm hai cấp hắn vì chạy trốn mà không tiếc làm thực lực suy yếu có không ít người biết phương pháp này nhưng lại rất ít người sử dụng nguyên nhân là vì sau khi dùng thực lực sẽ giảm đi hai cấp nói cách khác thực lực của đan phi sẽ giảm xuống đến đỉnh thần tôn phải biết rằng hắn đã tốn thời gian ngàn năm để đạt đến tôn thượng trung cấp nếu như giảm hai cấp. Hậu quả sẽ ra sao, phòng trừng hắn sẽ càng thêm hận chết vô vong, gia chủ đã. Chạy thoát, chúng ta cũng nhanh trốn thôi, chạy mau, thấy. đan phi bỏ bọn họ mà chạy, mọi người cũng không nghĩ được gì nhiều. Vội vàng xoay người chạy chối chết về phía chân núi, có điều. Người thần môn sao có thể cho bọn họ cơ hội này, thông huyền ra lệnh một tiếng chúng đệ tử thần môn liền cầm vũ khí liều chết sông lên, gặp một cái giết một cái, hiện tại. Người đan gia chỉ lo chạy trốn mà không phản kháng. Cho nên chẳng bao lâu đã bị giết sạch từ đầu đến cuối, vô vong vẫn chăm chú nhìn mộ như nguyệt. Không hề liếc mắt những người khác, hắn giống như nhìn thế nào cũng không đủ, hoan nghênh vô. Vong đại nhân trở về, sau khi giải quyết xong người đan gia, tất cả đồng loạt quỳ xuống cung kính nhìn nam tử lạnh lùng cường đại như thần tiên kia, nghe lời này. Vô vòng rốt cuộc thu hồi tầm mắt, nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt hỏi, chúc ngư nhi đâu? Bảo nàng lăn ra đây cho ta, mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng. Thông huyền đứng ra trả lời, bẩm vô vong đại nhân, chúc ngư nhi đã mất tích, mất tích, đúng. Vậy, hẳn là được đan ra cứu đi, ánh. Mắt vô vong trầm xuống, quanh thân tản ra sát khí ngập trời, nam, đó sau khi chúc ngư nhi ám toán ta mới nói cho ta biết thì ra thê tử của ta là nàng hại chết nếu không phải nàng ngăn cản người đến mật báo có lẽ ta sẽ không đến chậm một bước chỉ có thể trơ mắt nhìn thê tử táng thân dưới đau người khác nếu không đem nữ nhân kia bầm thay vạn đoạn ta tuyệt đối không thể tha thứ cho bản thân tất cả đều bởi vì mình tin tưởng nhầm người để nữ nhân kia tiến vào thần môn nhưng nữ nhân kia che giấu quá sâu hắn căn bản không biết bộ mặt thật của nàng. Chương 1452, kết cục của Trúc Ngư Nhi, 11. Vô vòng đại nhân, ngươi trở về là tốt rồi, chỉ cần ngươi trở về. Thần môn chúng ta sẽ có hy vọng chấn hưng, không? Vô vòng lắc đầu, nói, trong khoảng thời gian này, Tiểu Nguyệt đã quản lý thần môn không tệ. Cho nên từ nay về sau, nàng sẽ là môn chủ chân chính của thần môn. Ta sẽ giao thần môn cho nàng toàn quyền quản lý, phụ thân, mộ như nguyệt hơi sửng sốt, nam nhân này muốn ném thần môn cho nàng, vâng. Vô vong đại nhân, nhưng không đợi mộ như nguyệt mở miệng từ chối. Trong đám người đã truyền đến những tiếng hô to, đối với việc mộ như Nguyệt tiếp nhận vị trí môn. Chủ tất cả bọn họ đều tâm phục khẩu phục, hơn nữa, toàn bộ thần môn. Ngoài vô vong đại nhân cũng chỉ có nàng là có tư cách và năng lực phát triển thần môn, vô vong. Liếc nhìn bụng mộ như Nguyệt trong mắt chứa ý cười, cũng đã nửa năm rồi. Hải Nhi trong bụng ngươi hẳn là đã ra đời, đi thôi. Bây giờ đi xem cháu gái bảo bối của ta trước, được. Mộ như Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt lập lè vài cái, cười nói, cha. Chúng ta tiện thể đi xem trò hay luôn, trò hay, vô vong sửng sốt. Không hiểu nhìn mộ như Nguyệt, nhưng mộ như Nguyệt cũng không giải thích gì. Nở nụ cười ý vị thâm trường, từ rất xa. Mộ như Nguyệt đã nghe được động tĩnh trong phòng lâm nhược ngữ đáy mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt thấy mộ như nguyệt không nói thêm gì vô vong cũng không hỏi tiếp có điều hắn rất tò mò lúc này còn có trò hay gì để xem phanh mộ như nguyệt nhấc chân đạp cửa nhìn hai nữ tử trong phòng xảy ra chuyện gì mộ như nguyệt nghiêm mặt lãnh đạm hỏi nguyệt nhi người rốt cuộc trở lại thế nào chuyện đã giải quyết xong rồi sao trong lòng lâm nhược ngữ vui vẻ quay đầu nhìn mộ như nguyệt mộ như nguyệt khẽ gật đầu nói Người đan gia đã rời đi, nhưng ở đây đã xảy ra chuyện gì? Huyết Nhi đâu, nghe? Vậy, Lâm Nhược Ngữ phẫn nộ chừng mắt Vân Nhi, Huyết Nhi ở đâu? Hẳn là nên hỏi nữ nhân này, thấy mọi người nhìn về phía mình. Vân Nhi hoảng loạn lắc đầu lia lịa, muốn giải thích lại không thể phát ra thanh âm nào. Chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn mộ như Nguyệt, mộ như Nguyệt nhàn nhạt nói, ngữ gì? Có phải ngươi đã quên Vân Nhi không thể nói chuyện hay không? cho nên không bằng ngươi giải thích cho ta một chút đi hừ lâm nhược ngữ hử lạnh nữ nhân này lừa ta nói các ngươi gặp nguy hiểm hại ta vội vàng chạy đi tìm các ngươi nhưng đi được nửa đường thì cảm thấy không thích hợp ta liền quay trở lại thì huyết nhi đã mất tích cho nên khẳng định là bị nữ nhân này giấu đi ta đã sớm nói không thể tin tưởng nữ nhân lai lịch không rõ này bây giờ tốt rồi không thấy huyết nhi cố tình lại là ngay thời điểm này rất khó khiến người ta tin nàng không phải gian tế của đan gia vân nhi liều mạng lắc đầu phẫn nộ nhìn lâm nhược ngữ ánh mắt như muốn phun lửa nhưng nghe lời lâm nhược ngữ nói sắc mặt mọi người ở đây đều trầm xuống thông huyền nhíu chặt mày lạnh lùng nhìn vân nhi vân nhi cô nương môn chủ của chúng ta đối với ngươi ân trọng như núi không những cứu ngươi mà còn thu lưu ngươi sao ngươi có thể làm chuyện tổn thương nàng như vậy mời ngươi giao huyết nhi tiểu thư ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trường 1453, kết cục của Trúc Ngư Nhi, 12. Ta đã sớm hoài nghi, đường đường là đan ra vì sao phải ra tay với một nữ khất cái. Thì ra là khổ nhục kế để cài người vào thần môn chúng ta, cũng do môn chủ quá thiện lương. Loại nữ nhân không rõ lai lịch này căn bản không cần để ý tới, đúng vậy. Người màu giao huyết nhi tiểu thư ra đây, lâm. Nhược Ngữ khẽ cắn môi, ánh mắt bi thương. Nhưng lúc nàng cho rằng việc sắp thành thì lại nghe Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói, "Ngữ gì? Người xác định chính là nàng giấu huyết nhi đi, ngoài nàng ra còn ai vào đây, phải không? Ta muốn nghe nàng giải thích, không bằng cứ để nàng giải thích một chút đi, Lâm." Nhược Ngữ hơi ngây ngốc, nhưng mà chẳng phải nàng không thể nói sao, nghe. "Vậy, Mộ Như Nguyệt cười nhạt, lúc ta cứu nàng đã nói sẽ giúp nàng chữa trị thương thế." hiện tại trình độ luyện đan của ta đã đột phá đỉnh tôn giai có thể luyện chế đan dược giúp nàng khôi phục thanh âm dung mạo và cả thực lực sắc mặt lâm nhược ngữ trắng bạch thân thể khẽ run lên nhưng nàng lại không có lý do gì để ngăn cản mộ như nguyệt vân nhi không dám tin nhìn mộ như nguyệt giống như vừa nghe nhầm nàng chưa từng nghi tới mình còn có thể hoàn toàn khôi phục mặc dù trình độ luyện đan của mộ như nguyệt rất mạnh nhưng mình bị thương quá nặng không phải đan dược bình thường có thể chữa trị ăn viên đan dược này vào ngươi sẽ khôi phục mộ như nguyệt đưa một viên đan dược tới trước mặt vân nhi cười nói vân nhi run rẩy vươn tay nhận lấy đan dược nhẹ nhàng bỏ vào miệng đan dược vào miệng liền tan hóa thành dòng nước chạy khắp thân thể gương mặt sau lớp mặt nạ không khỏi ngứa ngáy đừng nhúc nhích thấy vân nhi muốn gãi mặt mình mộ như nguyệt vội vàng giữ tay nàng nhịn một chút là được vân nhi ngẩn ra chậm rãi buông tay xuống gật đầu cười khẽ không biết qua bao lâu cảm giác ngứa mới từ từ biến mất sau đó liền nghe thấy thanh âm của mộ như nguyệt vang lên được rồi ngươi có thể cởi mặt nạ ra vân nhi gật gật đầu giơ tay tháo mặt nạ xuống mọi người vốn đang rất hiếu kỳ nữ tử luôn đeo mặt nạ này là ai nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đó sắc mặt mọi người đều cứng đờ này sao có thể Thông huyền run giọng nói, liên tục lắc đầu, sao có thể là lâm cô nương? Nếu nàng là lâm cô nương, vậy, nhất thời, mọi người đều nhìn về phía một lâm nhược ngữ khác. Hiển nhiên còn không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này, sắc mặt lâm nhược ngữ tái nhợt. Nhịn không được kinh hoàng thất thố lui về phía sau mấy bước, ngữ gì, thật sự là ngươi, mộ. Như Nguyệt bước nhanh đến trước mặt nữ tử. Xúc động cầm chặt tay nàng, nước mắt chảy dài trên gương mặt nữ tử vì cổ họng còn chưa hoàn toàn khôi phục nên giọng còn hơi khàn khàn nguyệt nhi nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì lâm nhược ngữ lâm vào trầm tư lúc trước các ngươi đều đi tìm vô vong chỉ còn ta đối mặt với trúc ngư nhi nhưng người đan gia quay trở lại ta không chống đỡ được hai bọn họ liên thủ nên bị bắt đi sau đó sau đó người đan gia lột ra mặt ta ghép vào mặt trúc ngư nhi nhưng bọn hắn lại không giết ta bởi vì trúc ngư nhi yêu cầu như vậy Nàng muốn từ từ tra tấn ta. Chương 1454, kết cục của Trúc Ngư Nhi 13. Những ngày qua chính là cơn ác mộng trong đời nàng, Trúc Ngư Nhi, nàng là Trúc Ngư Nhi. Thông Huyền run giọng nói, nữ nhân này chung sống với chúng ta lâu như vậy mà chúng ta lại không phát hiện nàng là Trúc Ngư Nhi thì gia nữ nhân ác độc kia vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ, không sai. Trúc Ngư Nhi cười lạnh, ta chính là Trúc Ngư Nhi, nhưng ta có thể hỏi một câu? Vì sao ngươi có thể nhận ra ta? Vì sao biết ta không phải lâm nhược ngữ, rất đơn giản, mộ như nguyệt quét mắt nhìn Trúc Ngư Nhi, tuy ngươi có gương mặt của nàng. Nhưng không thật sự là nàng. Trúc Ngư Nhi, bất luận ngươi thay đổi thế nào thì cũng không phải là ngữ di. Nếu ngữ di nhìn thấy phụ thân thức tỉnh thì sẽ không có biểu tình như ngươi, hơn nữa. Nếu ngươi là ngữ di, tại sao phải ngăn cản chuyện ta muốn làm? cho nên ngay từ đầu ta đã không tin tưởng ngươi, cũng chưa từng tin ngươi, chút. Ngư nhì cười lạnh, ta vẫn luôn cho rằng mình làm việc thiên y vô phùng nhưng vẫn bị ngươi nhìn. Ra, mộ như nguyệt, ngươi không hổ là nữ nhi hắn. Chỉ dựa vào một chi tiết nhỏ đã có thể nhìn ra ta không phải lâm nhược ngữ. Nhưng ta lại không hiểu, vì sao ngươi biết nàng là lâm nhược ngữ, bởi... Vì, mộ như nguyệt dừng một chút, dù nàng cố gắng che giấu nhưng ánh mắt không lừa được ngươi lần đầu tiên gặp nhau, ánh mắt nàng nhìn phụ thân hàm chứa tình cảm phức tạp. người có thể quen biết ta, lại quan tâm cha ta, ngoài ngữ di thì còn ai? huống chi nàng hận ngươi, người không phải lâm nhược ngữ chân chính. vậy người hận ngươi sẽ là ai? có điều ta không ngờ ngươi lại dùng da mặt của ngữ di để ghép vào mặt mình. khó trách chỉ nhìn về ngoài thì không thể phát hiện ngươi giả mạo trúc. Ngư Nhi khẽ nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, mộ như nguyệt là ta xem thường ngươi. Lần này ta thua, hoàn toàn thua, nhưng vậy thì sao? Đừng quên, nữ nhi ngươi còn đang trong tay ta, ta muốn giết lâm nhược ngữ, làm vô vong cưới ta. Nếu không ta sẽ giết nữ nhi ngươi. Chật chật, cổ họng tiểu hai tử thật nhỏ. Ta chỉ cần hơi dùng lực là có thể lấy mạng nó, oanh, trên. Người vô vong phát ra khí thế mãnh liệt, mắt lạnh nhìn chúc ngươi nhi, nếu ngươi dám động vào nó ta sẽ khiến ngươi hối hận khi sống trên cõi đời này, ha ha. Trúc Ngư Nhi cười điên cuồng, vô vong. Người muốn cứu cháu gái thì phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta muốn ngươi cùng ta hoàn thành lễ bái đường trước mộ thê tử ngươi. Để nàng nhìn chúng ta thành thân, trong. Lòng vô vong bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, nhưng đúng lúc này. Một bàn tay trắng mịn đặt lên vai hắn, mộ như nguyệt cười châm chọc nhìn Trúc Ngư Nhi không biết là ngươi ngu xuẩn hay nghĩ ta ngu xuẩn. Nếu ta đã biết ngươi là giả mạo thì sao ta có thể giao huyết nhi cho ngươi, xác? Mặt trúc ngư nhi trầm xuống, ngươi nói vậy là ý gì, không? Có ý gì, ta chỉ nhân lúc ngươi rời đi bố trí một ảo trận, bên trong ảo trận. Trên giường chẳng qua chỉ là chăn mền mà thôi. Ai biết ngươi lại nhìn chăn mền thành huyết nhi, nhìn vẻ mặt châm biếm của nữ tử. Toàn thân trúc ngư nhi run rẩy, ngươi lừa ta, mộ như nguyệt cười nhạt, chúc ngư nhi, hình như ngươi đã quên là ta có đan thư. Bản chất của đan thư chính là một không gian. Nếu ta đã có một không gian có thể giấu người thì sao phải để huyết nhi lại phòng ngươi? Trường 1455, kết cục của chúc Ngư Nhi, 14. Tại sao ngươi phải làm như vậy? chúc Ngư Nhi thét chói tay, mộ như nguyệt cười nhạt, vì muốn xem trò hay thôi, chẳng qua. Ta cũng rất muốn biết, vì sao người đan ra muốn bắt huyết nhi? người rốt cuộc biết được điều gì, chúc. Ngư nhi cười lạnh, nói, mộ như nguyệt, lần này xem như ta thua trong tay ngươi. Nhưng sẽ có một ngày ngươi phải trả giá thê thảm như mẫu thân ngươi, oanh, một. Cỗ khí thế cường đại đánh về phía trúc ngư nhi, nàng hoảng sợ ngẩng đầu. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân, bàn tay hắn bóp chặt cổ nàng, lạnh giọng nói. Người không có tư cách nhắc tới nàng, phanh, hắn. Vung tay ném Trúc Ngư Nhi xuống đất, mặt không biểu tình ra lệnh, người tới. Kéo nàng xuống cho ta, mỗi ngày cho nàng một đau, nhưng không để nàng chết. Phải chờ đến khi chảy cạn giọt máu cuối cùng mới có thể để nàng chết, Trúc. Ngư Nhi, phân phó xong, hắn nhìn Trúc Ngư Nhi, lạnh lùng nói. Ta đã thể nhất định hãy đem ngươi bầm thay vạn đoạn, báo thù rửa hận cho thê tử ta. Tuy ngươi không phải hung thủ giết hại nàng nhưng chính tâm tính ghen ghét của ngươi gián tiếp hại chết nàng. Nếu không phải vì ngươi, thê tử ta sẽ không rơi vào tay những người đó. Bây giờ ngươi còn muốn hại cháu gái ta, ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Chờ sau khi ngươi nếm đủ thống khổ mới có thể chết đi, trái. Tim như bị xé nát, đau đớn không thể kiềm chế, chúc ngư nhi tuyệt vọng nhìn khuôn mặt lạnh lùng. Của nam nhân, vô vòng đại nhân, vì sao ta làm bạn bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy? trong lòng ngươi trước sau vẫn không hề có ta, nàng. Không cầu gì nhiều, chỉ cần hắn cho nàng một chút tình yêu mà thôi. Cho dù chỉ làm một nha đầu thông phòng, nàng cũng sẽ không làm ra chuyện quyết tuyệt như thế, ngươi không xứng. Nam nhân lạnh lùng nói, ngươi không xứng, từng chữ sắc bén hung hăng đâm xuyên qua trái tim nàng. Máu tươi đầm đìa, ha ha ha, chúc ngư nhi ngửa đầu cười điên cuồng, thanh âm khàn khàn. Vô vong, ngươi thật ngoan tâm. Ta yêu ngươi sâu bao nhiêu, ngươi lại tổn thương ta sâu bấy nhiêu. Ta không cầu ngươi yêu ta, chỉ cần ngươi cho ta một chút địa vị là đủ. Chẳng lẽ cũng không được sao? Rõ ràng ngươi đối với nữ nhân kia ôn nhu dịu dàng, vì sao đối với người khác lại nhẫn tâm như vậy? Vì sao? Nói xong, nước mắt nàng chảy xuống, trong lòng lại đau đớn, giống như năm đó nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng thống hận của hắn khi biết chân tướng oanh khí thế trên người vô vong hóa thành thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào ngực trúc ngư nhi trúc ngư nhi phun một ngụm máu tươi thân thể ngã xuống sắc mặt tái nhợt khiếp người người tới mang nàng đi mặt khác xé lớp da mặt kia ra cho ta ta không thích có người dùng gương mặt người quen của ta làm sáng làm bậy vâng mấy người ôm quyền đáp lời kéo chúc ngư nhi nửa sống nửa chết ra ngoài vô vong quay đầu nhìn về phía lâm nhược ngữ thanh âm không lạnh lùng nhưng cũng không ôn nhu như khi nói chuyện với mộ như nguyệt nhược ngữ thời gian này cực khổ ngươi lâm nhược ngữ lắc lắc đầu mỉm cười nói vô vong ngươi sinh được một nữ nhi tốt ta nhìn nha đầu này từng bước từng bước trưởng thành đến ngày hôm nay có lẽ tương lai thành tựu của nàng sẽ vượt qua ngươi Trường 1456, kết cục của Trúc Ngư Nhi, 15. Ha ha, vô vòng cười to, sau khi thê tử mất, hắn chưa từng cười vui vẻ như vậy, ngươi. Không biết câu trò giỏi hơn thầy sao? Nữ nhi ta đương nhiều yêu tú hơn ta rồi, nhưng mà điều làm ta khó chịu là. Ta và nữ nhi vừa gặp lại, cháu gái cũng có rồi. Ta còn không biết là tên tiểu tử thúi nào cướp mất nữ nhi ta, vô vòng chủ nhân, hỏa phượng từ trên người mộ như nguyệt hiện ra nhìn vẻ mặt nghẹn khuất của vô vong cười nói vô vong chủ nhân nàng không chỉ có một nữ nhi mà còn có hai nhi tử nữa đó cái gì vô vong chừng mắt ủy khuất nói tiểu nguyệt tốc độ này cũng quá nhanh đi thế nhưng sinh những ba đứa đúng rồi hai tôn tử kia của ta đâu mau dẫn ta đi gặp một chút không biết hai tiểu gia hỏa lớn lên có giống ta không mộ như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Một nhi tử đã sớm trưởng thành rồi. Không còn là tiểu gia hỏa gì nữa. Còn một đứa bây giờ hẳn là đang ở ma giới, thấy vô vong còn muốn mở miệng." Lâm Nhược ngữ nhịn không được bật cười, ngắt lời hắn, "Vô. Vong, có phải ngươi đã quên, ngươi ngủ say ngàn năm. Tiểu Nguyệt đương nhiên cũng đã trưởng thành, thành thân sinh con vô." Vong bĩu môi, bỗng nhiên, hắn tựa như phát hiện cái gì, khẽ nhướng mày, "Nữ nhi?" đã xảy ra chuyện gì cái gì ta thấy ngươi trẻ như vậy không giống người hơn một ngàn tuổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mộ như nguyệt ngẩn ra thản nhiên nói cũng không có gì một ngàn năm trước ta đã chết một lần sau đó trọng sinh ở một thế giới khác mười mấy năm trước mới trở lại thế giới này có điều lúc ta trở lại nơi này cũng đã qua hơn một ngàn năm nghe vậy vô vong giận tím mặt là ai tổn thương nữ nhi ta ta đi giết bọn hắn là Kẻ thù của ta, ta đã trả thù rồi. Mộ như Nguyệt nhún vai, cười nói, những người đó. Vài năm trước đã chết dưới tay ta, vậy xem như bọn hắn vận khí tốt. Vô vòng oán hận cắn răng, nếu bọn hắn chưa chết. Ta nhất định sẽ khiến bọn hắn chết đi sống lại, sau đó lần nữa chết đi. Cho đủ một ngàn lần rồi mới làm bọn hắn hồn phi phách tán, những. Người đó thật to gan lớn mật, ngay cả nữ nhi của hắn cũng dám tổn thương. Đúng là không để hắn vào mắt, nghĩ đến đây, Vô Vong đau lòng nói, lúc đầu, ta vốn dĩ muốn đưa ngươi đến một nơi an toàn, lại không ngờ ngươi vẫn gặp nguy hiểm, cha. Những người đó cùng lắm chỉ hủy diệt thân thể ta mà thôi, ta còn có thể trọng sinh. Nếu như ta ở đây, nói không chừng sẽ bị hồn phi phách tán. Đến lúc đó sẽ không có cách nào sống lại hơn. Nữa, nàng rất cảm ơn Vô Vong, nếu lúc trước hắn không đưa nàng đi, chỉ sợ nàng cũng không gặp được nam nhân kia, vô vong biết mộ như nguyệt không muốn hắn tự trách trong lòng có chút cảm động, hắn ôm chặt mộ như nguyệt vào lòng, nói: "Tiểu Nguyệt, từ nay về sau, ta sẽ không để bất kỳ ai xúc phạm tới ngươi." Trong lòng mộ như nguyệt ấm áp. Tựa đầu vào ngực vô vong, hưởng thụ thời khắc ấm áp này. Chương 1457, tác giả làm nhàm. Chương 1458, cửa địa ngục 1. Ma Long, nếu ta nhớ không nhầm, mẫu thân hẳn là ở chỗ này, chúng ta mau hạ xuống đi, một. Con hắc Long bay lượn trên không trung thần môn. Trên lưng nó là một tiểu nam hai tầm tám chín tuổi, hồng y ma mị bay trong gió. Sợi tóc bạc nhẹ phất qua gương mặt phấn điêu ngọc trác. Kinh diễm làm người ta không thể rời mắt, ngươi là ai, thông. Huyền hồi phục tinh thần, nhìn gương mặt có chút quen mắt kia lạnh giọng hỏi, tiểu nam hài không nói gì, khoanh tay đứng trên lưng ma long. Tầm mắt đảo qua đám người phía dưới, mặt không biểu tình, không biết vì sao. Đối mặt với đôi mắt đỏ kia, đáy lòng thông huyền run lên. Bất giác cảm thấy sợ hãi, cường, tiểu nam hài này là một cường giả, thông huyền hít sâu một hơi. Vừa định nói gì đó thì thấy thân ảnh hồng y nhanh chóng vốt xuống dưới, hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy mộ như nguyệt xuất hiện phía sau lưng mình thông huyền lập tức biến sắc hô to môn chủ cẩn thận nhưng đã không còn kịp rồi tiểu nam hài đã xuất hiện trước mặt mộ như nguyệt thời điểm mọi người cho rằng tiểu nam hài sẽ gây bất lợi cho mộ như nguyệt lại thấy hắn bỗng nhiên nhào lên ôm chặt nàng thông huyền ngây ngần thật sự không biết xảy ra chuyện gì này này rốt cuộc là tình huống gì nam hài ngẩng đầu lên tươi cười ngây thơ đáng yêu mẫu thân Ta đã trở về, Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng ôm thân thể nho nhỏ trong lòng, cười nói. Hoàng nhi rốt cuộc đã trở lại rồi, thế nào? Tiêu Uyển đâu? Nghe. Vậy, Dạ Tư Hoàng hơi ngẩn ra, lắc lắc đầu nói, hình như nàng bị người khác mang đi, bị. Người khác mang đi, đúng vậy, hiện tại ta còn chưa tra ra tung tích của nàng, Mộ. Như Nguyệt khẽ cau mày, Tiêu Uyển bị người khác mang đi. Tại sao người nọ lại mang nàng đi, Như Nguyệt đại nhân? ma long cúi đầu nhìn nữ tử đứng trên mặt đất nói lần này ta và chủ nhân trở về là vì mang tiểu thư đi huyết nhi mộ như nguyệt hơi sửng sốt nhìn dạ tư hoàng dạ tư hoàng nhẹ gật đầu nói mẫu thân muội muội đâu ta muốn mang nàng đi qua vài năm sẽ dẫn nàng về cho mẫu thân được người đi theo ta mộ như nguyệt cười cười nàng rất tin tưởng nhi tử mình bất luận thế nào nàng đều tin dạ tư hoàng mang huyết nhi đi nhất định là có lý do, trong phòng. Gió mát thổi qua làm tấm màn nhẹ lay động. Vô vong đang ngồi trên giường chơi đùa với tiểu oa nhi, chọc nó cười khanh khách không ngừng. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, vô vong vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy dạ tư hoàng phấn điêu ngọc. Chắc tiểu nguyệt, đây chính là nhi tử ngươi, vô. Vong nhướng mày, tiểu tử này tuy còn nhỏ lại không đơn giản, đúng vậy. Mộ như Nguyệt quay đầu cười nói với dạ tư hoàng, hoàng nhi. Vị này chính là ông ngoại ngươi, ông. Ngoại, dạ tư hoàng chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nói, thì ra người chính là ông ngoại. Lúc ở ma giới mẫu thân đã từng nhắc tới người, còn nói thực lực của người rất cường đại. Cho nên Hoàng Nhi đã sớm muốn gặp ông ngoại. mươi 1459, cửa địa ngục 2. Ha ha, nghe vậy, vô vong cười phá lên ánh mắt nhìn tiểu tử này cũng mang theo tia thưởng thức tiểu. Tử, ngươi đúng là không tệ, không hổ là cháu ngoại của vô vong ta, nữ nhi ta ưu tú như thế. Đương nhiên cháu ngoại cũng sẽ không kém, mộ. Như Nguyệt không nói thêm gì, rời mắt về phía huyết nhi trên giường, nàng đi đến cạnh giường. Nhẹ nhàng ôm huyết nhi lên, hôn gương mặt mềm mại phấn nộn của nó. Sau đó giao vào tay dạ tư hoàng, nhìn đứa trẻ trong tà lót. Ánh mắt Dạ Tư Hoàng tràn ngập ôn nhu, Hoàng nhi chiếu cố nàng cho tốt dù. Trong lòng liến tiếc nhưng Mộ Như Nguyệt vẫn tận lực đè nén cảm xúc. Nói, Dạ Tư Hoàng gật gật đầu, thanh âm nghiêm túc mà kiên định, "Mẫu thân yên tâm. Hoàng nhi sẽ bảo vệ tốt muội muội, sẽ không để nàng thiếu mất một cọng lông tơ nào, ma long. Chúng ta đi thôi." Dạ Tư Hoàng nhìn Mộ Như Nguyệt lần cuối. Dù ánh mắt tràn ngập lưu luyến nhưng hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, hắn không thể để muội muội trở thành gánh nặng của mẫu thân, mà là trở thành lực lượng của nàng, chỉ có như vậy mới có thể giúp mẫu thân vượt qua sóng gió. Mãnh liệt trên đại lục dần dần bước lên đỉnh cao, dứt lời, hắn liền xoay người đi ra cửa. Thân ảnh hồng y chậm rãi biến mất trước mắt bọn họ, vô vong không nghĩ tới mộ như nguyệt lại dễ. Giàng giao huyết nhi cho hắn như vậy, nghi hoặc nói, tiểu nguyệt. Ta có thể nhìn ra tiểu tử này không tầm thường, thực lực cũng rất cường đại. Nhưng dù sao hắn còn chưa đến 10 tuổi, người giao huyết nhi cho hắn chiếu cố có an toàn không? Dù sao đi nữa, bản thân hắn còn là một tiểu hài tử, làm sao có thể chiếu cố muội muội còn nhỏ hơn hắn, Mộ Như Nguyệt thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn nam nhân Tuấn Mỹ, ta tin tưởng hắn, ta. Tin tưởng hắn, bốn chữ này rơi vào lòng vô vong làm hắn có chút kinh ngạc, Mộ Như Nguyệt cười. Cười, bởi vì hắn là nhi tử ta, ta tin tưởng bất luận xảy ra chuyện gì hắn cũng có thể chiếu cố tốt muội muội giống như lúc ta mang thai hắn hắn năm lần bảy lượt bảo hộ ta nếu không có hắn chỉ sợ ta đã chết mấy lần rồi nếu hắn là nhi tử của nàng nàng liền vô điều kiện tin tưởng hắn vô vong nhịn không được lắc đầu cười nói tính cách này của ngươi đúng là hoàn toàn di truyền từ phu thê chúng ta đúng rồi tiểu nguyệt không phải ngươi muốn đi địa ngục sao trong Lòng Mộ Như Nguyệt chấn động, phụ thân có phương pháp nói: "Thật địa ngục là nơi trừ phi ngươi chết, nếu không thì không có khả năng tiến vào. Nhưng cũng không phải là không có cách. Lúc trước, ta dựa theo cấu tạo của địa ngục để xây nên 18 tầng luyện ngục. Trên đỉnh luyện ngục có cánh cửa dẫn đến địa ngục, nhưng không phải ai cũng có thể vào đó được. Thực lực hiện giờ của ngươi còn chưa đủ, Mộ." Như Nguyệt hít sâu một hơi, kiên định nói, "Cả đời này, Nam nhân kia đã trả giá vì ta quá nhiều, mỗi lần ta gặp nguy hiểm hắn đều ở bên cạnh ta. Mà ta lại chưa làm được gì nhiều cho hắn, lần này ta sẽ không ngồi yên chờ chết. Sẽ không chờ hắn đến bên cạnh ta, ta sẽ đích thân đến đó tìm hắn, mang hắn trở về, đúng. Vậy, cả kiếp trước lẫn kiếp này, lần nào cũng là dạ vô trần trả giá vì nàng, lúc này. Đến lượt nàng lần theo bước chân hắn. Chương 1460, cửa địa ngục 3 mặc dù nàng tin tưởng lấy thực lực của vô trần có thể tự rời khỏi địa ngục nhưng nàng lại không muốn tiếp tục chờ đợi nữa được vô vong cười nói ngàn năm trước ta bỏ lỡ mẫu thân ngươi một canh giờ cũng bỏ lỡ nàng một đời một kiếp ta sẽ không để nữ nhi mình dẫm lên vết xe đổ ta sẽ thay ngươi đi tìm trợ giúp mặc dù cơ hội đó thật xa vời tiểu nguyệt chờ ta năm năm khoảng thời gian này ta sẽ rời khỏi thần môn sau khi trở về ta mới có thể giúp ngươi đi địa ngục mộ như nguyệt sừng sốt, vẻ mặt khó hiểu nhìn vô vong, tin. Tưởng ta, năm năm sau, ta nhất định sẽ trở về, tin. Tưởng ta, nhìn khuôn mặt kiên định của nam nhân, mộ như nguyệt trịnh trọng gật đầu, được. Ta sẽ chờ ngươi trở về, vô vong vỗ vỗ đầu nàng, sau đó xoay người đi về phía ngoài cửa. Biến mất dưới ánh nắng sớm, chủ nhân, hỏa. Phượng từ trong đan thư đi ra, vừa định nói gì đó thì bị mộ như nguyệt giơ tay ngăn lại năm năm này ta sẽ bế quan cho nên chuyện trong môn phái sẽ do bạch trạch xử lý còn nhiệm vụ của các ngươi chính là hủy diệt đan gia, vâng chủ nhân hòa phượng hưng phấn đáp nàng đợi lâu như vậy cuối cùng cũng có thể giết những người kia báo thù rửa hận cho vô vong chủ nhân và chủ mẫu mộ như nguyệt không nói thêm gì ngửa đầu nhìn trời xanh trong mắt hiện lên tia sáng nhàn nhạt năm năm sau sau năm năm nữa có lẽ nàng sẽ có thể xuất phát đi tìm vô trần, năm tháng như thoi đưa, trong. Năm năm này, ngoài đan phi đã sớm chạy trốn. Toàn bộ đan gia đều tăng mệnh dưới tay đệ tử thần môn, còn mộ như nguyệt. Từ sau khi dạ tư hoàng mang huyết nhi đi, liền tiến hành bế quan. Suốt năm năm chưa từng ra khỏi phòng nửa bước, nếu không phải trong phòng mơ hồ có khí thế. Truyền ra, phòng chừng mọi người đều cho rằng nàng mất tích một ngày kia, sau giờ ngọ. Trong phòng đột nhiên truyền ra khí thế cường đại, trên không trung nổi lên từng trận cuồng phong khiến mọi người bất giác chấn động. Chủ nhân đột phá, trong lòng Hỏa Phượng vui vẻ, trải qua 5 năm nỗ lực. Cuối cùng chủ nhân đã đạt tới đỉnh thần tôn, cửa phòng từ từ mở ra. Tầm mắt mọi người lập tức hướng về phía thân ảnh bạch y vừa xuất hiện, "Chủ nhân, Hỏa." Phượng chạy đến trước mặt Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười yêu mị cung kính nói, "Hoan nghênh chủ nhân xuất quan, Mộ như Nguyệt cười nhạt, tầm mắt xuyên qua đám người nhìn nam nhân tóc bạc bạch trạch. Năm năm này, vất vả ngươi, bạch trạch cười ôn nhu, vì ngươi, vất vả nhiều hơn nữa cũng đáng. Nguyệt Nhi, chúc mừng ngươi đột phá, mộ. Như Nguyệt khẽ gật đầu, mỉm cười nói, hình như ngươi cũng đột phá. Tới cảnh giới Tôn thượng, may mắn mà thôi." Bạch Trạch nhàn nhạt nói, nhưng không ai biết, hắn đã phải trả giá bao nhiêu để đạt đến cảnh giới này, nếu như 5 năm, năm trước thực lực của hắn là tôn thượng thì mộ như nguyệt sẽ không bị thương cho nên vì không cho thảm kịch lần nữa xảy ra hắn cần phải dùng tốc độ nhanh nhất nâng cao thực lực